Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đã quay lại kênh của Em Thấy Bất Động Sản nhé. Em Thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của Em Thấy trong thời gian qua. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm nút like, comment, share và đăng ký kênh ủng hộ Em Thấy nhé. Em Thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Lời đầu tiên Em Thấy xin kính chúc quý cô chú anh chị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại là Em Thấy đang đứng ở khu tái định cư Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha quý cô chú anh chị. Em Thấy đang đứng ở phía trước kia là view sông quán trường, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Khí hậu ở đây rất là mát. Hôm nay là trời đang mưa bay bay nên là nó hơi tối một tí, nên là quý cô chú anh chị thông cảm nhé. Phía đằng xa xa kia là cầu Bình Tân nha quý cô chú anh chị, cầu Bình Tân. Đây xuống cầu Bình Tân thì chưa tới 1 km nha quý cô chú anh chị. Khu vực này thì dân cư hiện hữu rồi, hiện hữu rồi. Đây đi ra đường đường Nguyễn Tất Thành chỉ vài bước chân thôi nha quý cô chú anh chị. Đó, phía trước kia là đường Nguyễn Tất Thành. Bây giờ là Em Thấy sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất view sông rất là đẹp tại vị trí này, lô góc nha quý cô chú anh chị, lô góc tại vị trí này. Cái lô góc một cái con đường ở phía trước này là con đường 7 m, con đường này là 7 m, và cái con đường bên hông là con đường số 4, đường số 4 là con đường 13 m nha quý cô chú anh chị. Cái lô đất ở phía trước mặt này nha quý cô chú anh chị. Cái lô đất này với tổng diện tích là 127 m vuông nha quý cô chú anh chị. Sổ hồng chuẩn chỉnh. Đất ở nông thôn. Full thổ cư. Đây nha quý cô chú anh chị. Mặt tiền này là 6 m từ bên này đi qua 6 mét. Ở đây thì dân cư hiện hữu rồi. Cấp ông chú đang chìa củi. Phía trước là nhà cũng mới xây xong, còn mới. Xung quanh đây tổng thể lô đất nha quý cô chú anh chị. Phía đằng xa xa kia là núi. Nên là khí hậu ở đây rất là mát nha quý cô chú anh chị. Khí hậu tuyệt vời luôn. Cái con đường 7 m là cái con đường hẻm ngang khu CL10 đó. Bây giờ là em sẽ đi vòng qua bên đây cho quý cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây là cái con đường 13 m này, con đường 13 m. Cái lô đất này là dài hơn 20 m nha quý cô chú anh chị, dài hơn 20 m. Ở đây thì có những anh tài xế đổ lén cái xà bồng nên là nhìn không có đẹp lắm. Nếu mà quý cô chú anh chị mua thì em sẽ báo chủ dọn cho sạch sẽ, nên là quý cô chú anh chị yên tâm nhé. Dài ra ngang với cái mặt sau của nhà kia. Bây giờ là em đi ra cái đường Nguyễn Tất Thành cho quý cô chú anh chị cùng xem nhé. Sát bên đây là có một công ty nha quý cô chú anh chị. Công ty vị trí lô đất này có rất là nhiều tiện ích nha quý cô chú anh chị. Cách Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng và chợ Phước Đồng thì khoảng 2 km thôi, và trong bán kính hơn 1 km á, thì có trường trường học các cấp, như trường tiểu học nè, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn nè, trường chính trị, và đặc biệt là có trường cao đẳng công nghệ kỹ thuật Nha Trang nha quý cô chú anh chị. Hướng này đi vô hướng này. Đi một tí xíu hơn 1 km. Đây xuống biển Nha Trang thì hơn 2 km thôi nha quý cô chú anh chị. Hơn 2 km. Và trong bán kính hơn 1 km thì cũng có xuống đó là có cảng Hòn Rớ nha quý cô chú anh chị. Một cái cảng mà chuyên để người dân tụ tập để mua hải sản tươi sống. Phía đằng trước kia là núi đó, đường này là đường Nguyễn Tất Thành nha quý cô chú anh chị. Sát bên này là có công ty. Công ty Hoa Tiêu Hàng Hải khu vực 8 nha quý cô chú anh chị. Phía dưới kia cũng có. Quý cô chú anh chị. Nhà cửa mặt tiền là đường Nguyễn Tất Thành thì san sát với nhau rồi.
Đấy, dân cư xung quanh đây nha quý cô chú chị. Bây giờ là em sẽ vô lại phía trong lô đất cho quý cô chú chị cùng xem lại. Con đường số 4 này là 13m nha quý cô chú chị. Đó. Trời vẫn mưa bay bay, chưa ngớt, nên là nhìn nó hơi tối, nên là quý cô chú anh chị hãy thông cảm cho em nhé. Đó. Bây giờ là em sẽ ra cái phía sông quán trường cho quý cô chú anh chị cùng xem nhé. Ở đây lượng xe đi hồi nãy giờ cũng rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. À, đường này là đường số 1. À, đường số 1, đường thông các hướng. À. À, xong này. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. À, phía đằng xa xa kia là khu đô thị An Bình Tân, xa đằng tí nữa là khu đô thị Phước Long, khu đô thị Phước Hải của Hà Quang. À, tổng thể nhìn xa xa là mấy cái tòa nhà cao rồi đó nha quý cô chú anh chị. À, tổng thể xung quanh đây rất đẹp ạ. Nhà cửa xung quanh. Khu tái định cư nên là được xây dựng tự do nha quý cô chú anh chị. À, xây dựng tự do. À. Chiều cao tối đa là 7 tầng. Đó. Một cái vị trí đáng để quý cô chú anh chị đầu tư và xây nhà ở tại vị trí này, đặc biệt là xây một cái villa là tuyệt vời luôn. Với diện tích 127m² thì rất là rộng. Đó. Hai mặt tiền luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Trên cả tuyệt vời luôn. Đó. Phía trước này thì là cái khu quỹ đất dự trữ của nhà nước. Đó. Thì cái này cũng không có chụp diện view sông, nhưng mà nhìn xéo qua thì cũng có là view sông nha quý chú chị. Rất là đẹp ạ. À. Tổng thể xung quanh đây. Lô này thì gia chủ đưa ra giá là 5 tỷ 150 triệu nha quý cô chú chị. À, bớt lòng thiệt chí. À, tổng thể xung quanh. Dạ vâng, trời giờ lại mưa to rồi. Nên là em thấy xin phép nhắc lại một tí thông tin. Là lô đất này với tổng diện tích là 127m², ngang cái mặt tiền đường 7m là 6m nha quý cô chú anh chị. Còn cái dài ra hướng đường 13m này là hơn 20m. Đất sổ hồng chuẩn chuẩn. Dạ vâng, quý cô chú anh chị xem qua video mà thấy phù hợp để quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em Thí với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ạ. À, em thấy xin phép dừng video ạ. Bye bye.